Dạ, mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất sào ha. Và trước khi em quay vào trong lô đất ngày hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị, em sẽ quay đường xá, nhà cửa dân cư ở xung quanh cho quý cô chú anh chị mình tham khảo trước ha. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy là nhà cửa dân cư ở đây thì cũng khá là đông đúc nha quý cô chú anh chị. Và điện cáp wifi thì đầy đủ luôn ha. Và nói chung là các hộ dân ở đây thì nhà cách nhà khoảng 50 đến 100 mét nha quý cô chú anh chị. Và đối diện lô đất của mình thì cũng có các hộ dân. Nói chung là ở đây thì dân cư đông ha. Mặt tiền đường nhựa hành lang nội giới là 6 mét nha. Và nếu mà mình di chuyển ra đường quốc lộ là khoảng 4 km nha quý cô chú anh chị. Và cách chợ Tân Tiến thì khoảng là gần 6 km ha. Và cách trường học thì khoảng là 3,5 km nha quý cô chú anh chị. Và nói chung là đất ở đây của mình thì là đất sào và có sẵn là cao su ở trên đất luôn ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là nói chung là mật độ dân cư ở đây là hiện hữu nha quý cô chú anh chị. Đây là những hộ dân đối diện cái lô đất của mình ha. Đây phía trong còn rất là nhiều hộ dân nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em sẽ quay vào trong cái lô đất ngày hôm nay để cho quý cô chú anh chị mình được thấy rõ lô đất sào hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị nhà mình nha. Dạ thì chủ sẽ tách bán cho mình là 13 mét mặt tiền đường nhựa nha quý cô chú anh chị. Và có cọc đỏ sẵn nè quý cô chú anh chị ha. Có cái cọc bằng sắt đỏ bên phía tay phải em đây nè. Và sẽ tách cho mình là 13 mét chạy dài ra một cạnh là 166 mét ha. Và một cạnh là 176 mét nha quý cô chú anh chị. Và cạnh này là 166 mét nha. Và cái cạnh phía bên này là 176 mét. Bên này thì chưa có cột mốc nha quý cô chú anh chị. Thì lúc quý cô chú anh chị mua thì chủ nhà sẽ kêu địa chính vào và đo ranh cắm mốc lại cho bên mình. Thì lúc đó mình sẽ biết được cái ranh chính xác phía bên này hơn nha. Và đất của mình là cao su là được 3 năm tuổi rồi ha. Rất là đều và đẹp luôn quý cô chú anh chị nhà mình. Và đất của mình thì ở phía trước là bằng đường ha. Còn phía sau là cao hơn đường luôn đó quý cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị thấy cái vườn cao su của mình nói chung là rất chi là đẹp luôn á. Và chủ sẽ tách bán cho mình thì nói chung là đủ 2.000 mét vuông nha quý cô chú anh chị. Và gửi em bán với giá chỉ có 350 triệu bao sổ sách cho mình luôn ha. Và cái này là sổ tách thì mình cũng có thể là công chứng bằng trích lục mộc đỏ nha quý cô chú anh chị. Thì cái trích lục mộc đỏ thì cái pháp lý nó tương đương với sổ hồng chính quy luôn ha. Thì lúc đó bên em và chủ nhà sẽ hỗ trợ, nói chung là hỗ trợ hết mình cho bên mình luôn nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình hiện tại là thuộc hướng Bắc nha quý cô chú anh chị. Và nếu mà đứng ngay vị trí của em đang đứng đây ha, mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng chừng 155 km thôi quý cô chú anh chị ha. Và di chuyển về Bình Dương là khoảng 100 km. Và nếu mà di chuyển về thành phố Đồng Xoài là khoảng 73 km thôi ha. Và cái hậu của mình cũng khá là dài, 176 m, một cạnh 166 m luôn quý cô chú anh chị ha. Nên rất là dài luôn. Và giáp với cái vườn cao su ở phía sau đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là đất mình khá là đẹp ha. Thông thoáng và rất là đẹp. Và có sẵn cao su trên đất cho mình luôn. Và đất của mình hiện tại là không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không vướng mồ mả gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất mình hoàn toàn là đất sạch ha. Và nếu quý cô chú anh chị theo dõi video của em và xem hết video mà nếu có yêu cầu hỏi thêm thông tin chi tiết gì về lô đất này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0967557282. Em sẽ gửi hết thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo xem. Nếu mà phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình thì nhớ là alo cho em ha. Thì em sẽ hỗ trợ hết mình cho quý cô chú anh chị mình luôn. Và em cũng sẽ tư vấn kỹ về cái lô đất này cho quý cô chú anh chị mình được hiểu rõ hơn nha. Dạ thì lô đất của mình thì đây là hình ảnh và video thực tế em quay nha quý cô chú anh chị. Nói chung là không có cắt ghép hình ảnh, không cắt ghép video gì hết ha.
Và chất đất của mình ở đây là chất đất đen sỏi nha quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị muốn để cao su cũng được, còn không thì quý cô chú anh chị có thể là khoan một cái giếng ha và trồng cây ăn trái đều được ha. Thì em thấy là cái giá hai sào cây lâu năm mà giá 350 triệu thì mình cũng có thể là mua để làm của hoặc mua đầu tư đều rất là thích hợp nha quý cô chú anh chị. Và em sẽ nhắc lại thông tin một lần nữa nha, là chủ sẽ tách bán cho mình một lô đất tọa lạc tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, và cắt cho mình 13 mét mặt tiền đường nhựa, dài một cạnh 166 mét và một cạnh là 176 mét nha quý cô chú anh chị. Và chủ gửi em bán với giá là 350 triệu, bao sổ sách cho mình luôn ha. Thì quý cô chú anh chị cũng xem hết toàn bộ video. Và đây là toàn bộ cái lô đất của mình để ở đây nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nếu mà muốn hỏi thêm thông tin chi tiết gì thì nhớ alo cho em qua số điện thoại em có ghi trên video nha. Và đây là cái phần đuôi đất của mình nè quý cô chú anh chị ha. Cuối đất của mình thì quý cô chú anh chị thấy là khá là thông thoáng luôn ha. Đó, đất của mình là giáp với lại cái bờ đất ở phía sau đó quý cô chú anh chị. Nói chung là toàn bộ lô đất của mình thì em cũng quay là từ ngoài đường nhựa dân cư phía ngoài vào trong lô đất, toàn bộ lô đất cho quý cô chú anh chị mình xem rồi ha. Thì nếu quý cô chú anh chị có thắc mắc gì thì nhớ alo cho em nha. Và lô đất của mình là đất sào nha quý cô chú anh chị, và hiện tại thì mình chưa đăng ký được thổ cư nha, tại vì ở khu vực này thì chưa có phủ hồng. Thì quý cô chú anh chị thì có thể là mua làm của và đăng ký thổ cư sau ha. Và đến đây chắc em xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha. Nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha.